không khó để trở nên giàu có. Thầy của tỷ phú Warren Buffett, ông Benjamin Graham, đã nói có hai điều kiện cần thiết để thành công ở phố Wall. Một là bạn phải tư duy đúng. Hai là bạn phải tư duy độc lập. Hãy luôn nhớ rằng tất cả các nhà đầu tư xuất sắc đều là những người tư duy độc lập. Không khó để trở nên giàu có. Thầy của tỷ phú Warren Buffett, ông Benjamin Graham, đã nói có hai điều kiện cần thiết để thành công ở phố Wall. Một là bạn phải tư duy đúng. Hai là bạn phải tư duy độc lập. Hãy luôn nhớ rằng tất cả các nhà đầu tư xuất sắc đều là những người tư duy độc lập.